Robot hàng đường tròn siêu đẹp cho anh em tham khảo nha. Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Quang Thắng Robotics. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cách lập trình hàng đường tròn của dòng robot Panasonic TN-4. Đây là tủ robot. Đó, phần tủ và phần tay robot. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn lập trình cụ thể nhất cho anh em, để những người mới bắt đầu thì sẽ biết cách vận hành được hết robot. Rồi mình sẽ bắt đầu tạo chương trình cho anh em. Thì mình sẽ vào New và File Name. Đó, mình sẽ xóa tên chương trình và mình đặt lại một tên đường tròn, hàng đường tròn mới cho anh em dễ nhớ nha. Đó là các bước tại chương trình thì mình sẽ có hướng dẫn được nhiều video rồi, thì hôm nay mình sẽ làm lại nhanh cho anh em. Anh em nào mới thì xem và sẽ làm theo từng bước thì chắc chắn mình sẽ làm được. Đó, mình chọn đường tròn, các phím từ La Mã từ số 1 đến số 5 tương ứng. Đó, nhấn Enter thì mình sẽ lưu. Đó là tạo xong một chương trình. Rồi mở robot lên, chuyển sang chế độ hệ tọa độ 30 XYZ. Đó, anh em đầu tiên thì anh em sẽ on shuffle lên trước, rồi chuyển sang hệ tọa độ XYZ nha, nút nhấn ở sau nút shuffle, rồi chuyển sang tọa độ XYZ để anh em di chuyển nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi tiếp theo mình sẽ nhấn Enter thì nó sẽ lưu điểm đầu tiên là điểm tọa độ gốc của chương trình. Rồi anh em sẽ lăn xuống và chọn OK. Đó, lưu điểm đầu tiên điểm B1, tốc độ 10. Rồi tiếp theo mình sẽ di chuyển sang điểm số 2. Để có hai điểm trên không thì chúng ta sẽ, một điểm đầu tiên là điểm góc tọa độ, điểm thứ hai là điểm đến mình quay góc xuống để tiến hành xuống hàng đường tròn. Thì mình sẽ có quá trình di chuyển xuống, rồi mình xuống nó sẽ không bị góc xuống và robot nó sẽ hoạt động trơn tru hơn. Đó, chỉnh góc xuống, mình sẽ chỉnh góc xuống 90 độ so với phôi. Thì tùy vào anh em muốn chỉnh góc 45 độ hay như thế nào đó, tùy thuộc vào phôi và chất lượng đường hàng của mình yêu cầu như thế nào thì mình sẽ chỉnh. Còn hiện tại mình thì mình chỉnh 90 độ so với phôi thì mình sẽ hàng đường tròn thì nó sẽ đẹp hơn. Thì anh em xem hết video thì sẽ xem được đường tròn của mình hàng ra sản phẩm nó như thế nào. Rồi tiếp theo mình sẽ vẫn chọn mô B, chọn ai code trên không, rồi nhấn Enter, lưu đi xong điểm số 2, bắt đầu lưu xuống điểm hàng. Đó, điểm đầu tiên thì đường tròn gồm có 4 điểm mình đã vẽ trên phôi. Anh em sẽ nhìn theo trên phôi có 4 điểm thì chúng ta 4 điểm này thì chúng ta sẽ lưu được 5 điểm, điểm đầu tiên và điểm cuối cùng của đường hàng là sẽ chung một điểm, đó tổng thể là 5 điểm. Rồi bắt đầu liên điểm số 3, mình sẽ đường tròn thì mình chọn mũ C, rồi bắt đầu vào hàng mở well, không hàng là ACUS. Rồi anh em sẽ chọn OK. Các tốc độ thì nó sẽ mặc định, điểm thì nó mặc định sẵn rồi, cuối chương trình mình sẽ chỉnh sửa tốc độ sau. Rồi tiếp theo điểm đầu tiên xong, điểm số 2 di chuyển sang điểm vị trí số 2 thì bên nào cũng được, tùy thuộc vào anh em muốn cùng chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ vẫn được. Đó, điểm số 2. Rồi mình vẫn tiếp tục nhấn Enter, sẽ lưu. Rồi chọn lăn chuột, chọn mũ C, chọn well, rồi nhấn Enter. Nhấn Enter bằng phím hoặc là chọn OK, lăn chuột chọn OK thì vẫn như nhau nha anh em. Đó, xong điểm số 2 của đường tròn là điểm B4. Tiếp tục di chuyển sang điểm số 3 của đường tròn. Anh em vẫn làm tiếp tục, làm tương tự 5 điểm, bạn nhấn Enter, chọn mũ C, rồi chọn well, nhấn Enter tiếp tục. Đó, điểm B5 là điểm số 3 của đường tròn, điểm có hàng thì là nó sẽ là màu đỏ, còn điểm không hàng thì tất cả là màu xanh. Rồi điểm số 4. Rồi tiếp tục anh em vẫn làm tương tự, chọn mũ C, lăn chuột chọn Muse nha. Rồi chọn Well. Rồi nhấn Enter. Ok, rồi mình sẽ di chuyển sang điểm số 5. Điểm số 5 là trùng với điểm đầu tiên của mình đã lưu. Và mình sẽ lưu kết thúc đường hàng. Điểm số 5 này là mình sẽ ngắt đường hàng. Là mình sẽ chọn ACUS. Rồi tiến hành lưu, nhấn Enter. Đó, mình vẫn chọn Muse nha. Đường tròn thì tất cả điểm ở dưới đường tròn vẫn chọn Muse. Đó, mình không chọn Well nha, mình chọn ACUS. Rồi nhấn Enter. Chọn ACUS, nhấn Enter xong. Đó, điểm cuối cùng không hàng là nó sẽ là màu xanh và nó có volt là ampere của cuối đường hàng luôn. Rồi tiếp theo anh em sẽ lưu điểm cuối cùng là dỡ robot lên và lưu là kết thúc chương trình của mình. Đó, ok, đó là xong hoàn thiện hết cái phần lưu chương trình của đường tròn. Anh em cứ làm giống y hệt thì chắc chắn mình sẽ làm được. Đường tròn thì 5 điểm, anh em cứ nhớ đường tròn 5 điểm mà cung tròn thì chỉ cần 3 điểm. Rồi tiến hành mình sẽ tray lại cho anh em xem, nhấn F1, chọn move. Mình sẽ move lại hết từ địa đầu đến cuối cho anh em xem đường tròn nó di chuyển như thế nào, xem thử nó có lệch, sai số gì không thì mình sẽ sửa chữa. Hoặc là trong quá trình lưu mình có lỗi gì đó, mình sẽ kiểm tra lại. Đó, tiến hành lưu. Tiến hành là move. Ok, đó điểm thứ nhất đang di chuyển sang điểm số 2. Rồi nhấn tiếp điểm số 3. Đó, điểm số 3 là điểm B5 đó. Số 3 của đường tròn. Đó, di chuyển tới điểm số 4. Anh em xem và làm theo chắc chắn sẽ được 100%. Anh em xem thấy video hữu ích thì đừng quên cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để mình ra được nhiều video hữu ích hơn cho anh em nha. Còn anh em nào muốn tìm hiểu thêm, không biết thêm được nhiều cách vận hành nữa thì mình hãy comment phần dưới thì mình sẽ hỗ trợ thêm nhiều video cho anh em yêu cầu nhiều nhất nha. Rồi tiến hành mình sẽ tiến hành chỉnh dòng điện. Dòng điện trên là ampere, là dòng điện là dây, tốc độ dây ra, dưới là tốc độ hàng volt. Đó mình cho 17.5. Speed cuối cùng là tốc độ hàng, mình cho 0.2 nha. Rồi ok, thì đường tròn mình hàng chậm thôi, còn đường thẳng thì mình cho 0.4, 0.5 tùy vào chất lượng đường hàng của mình yêu cầu như thế nào. Rồi cuối đường hàng thì nhỏ hơn hạt bằng gì đó anh em, tùy vào anh em thôi, cho 17 nhỏ hơn xíu. Rồi ok, xong. Đó là chỉnh điện xong thì mình sẽ chuyển sang chế độ chạy auto. Thì mình sẽ cho chạy trước, chạy không hàng để mình xem lại như thế nào. Đó nhấn F3 thì có dấu chấm xanh. Rồi on sạc vô, rồi start lại sẽ chạy không hàng để mình kiểm tra lại nó chạy cái chuẩn không. Sau đó mình mới tiến hành cho chị có hàng. Rồi đó tốc độ 0.2 mét trên phút thì còn hơi chậm, để cho có đường hàng lớn cho anh em xem. Khá nhiều thời gian nhưng mà đường hàng ra sẽ rất là đẹp. Anh em sẽ xem hết video. Mình đã test ở ngoài có đường tròn và đường thẳng sẵn ở ngoài. Và đây là đường tròn thứ hai. Anh em nào muốn mua robot thì hãy liên hệ trực tiếp qua Zalo, số điện thoại của mình có dưới phần mô tả. Thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí cho anh em. Hoặc là muốn sửa chữa bảo dưỡng về các dòng robot như Panasonic, FANUC, Yaskawa. Bên mình đang làm các hãng đó thì mình sẽ hỗ trợ support cho anh em nha. Ok rồi. Thì giờ mình sẽ tiến hành mở lại chương trình lên và mình sẽ cho chạy có hàng để anh em nghe tiếng hàng nó như thế nào và chất lượng đường hàng ra làm sao. Thì mình sẽ đánh giá đường hàng của dòng robot Panasonic của Nhật này. Đó, rồi. Ok, giờ tiến hành là mở dòng hàng lên nè. On Sacco Nesta. Thì robot sẽ tiến hành hàng. Ok, đó. ok. Đường hàng đây, đường hàng rất là đẹp nha anh em, rất là mượt. Dòng điện và dây thì nó mình phải lấy được dòng điện và dây nó ổn định thì mình sẽ hàng ra đường hàng rất là chuẩn và đẹp. Đó, mình sẽ lấy đường thẳng ở ngoài thì đưa vào trong đường tròn thì rất giống y hệt vậy thôi. Đó, rất là mịn luôn, bóng đường hàng, không có một vết nhăn nào luôn. Anh em xem robot Panasonic FANUC 4 hàng như thế này chất lượng không? Đó, đường hàng này thì nó có sượng hơn xíu, tại vì điện mình chỉnh chưa tới. Đó, anh em xem các dòng robot này so với các dòng robot khác như OTC, Yaskawa hoặc là các dòng robot của Trung Quốc thì anh em sẽ so sánh xem đường hàng nào chất lượng hơn. Này, robot Panasonic này, dòng này FANUC 4 đời chỉ G2 thôi, chưa đến G3, nhưng mà chất lượng thì anh em đã thấy đường hàng đó. Đó, rồi đây là phần tủ robot này, phần trên cùng này là phần trục ngồi, dưới là WG4 là phần tủ điều khiển của T robot, phần dưới cùng là phần máy hàng, tất cả nguyên một khối. Anh em cần nếu sử dụng thêm trục ngồi thì mình sẽ để trên, còn không thì mình chỉ cần hai phần thôi, phần tủ và phần máy hàng là đủ. Đó, này phần trục ngồi điều khiển được 4 trục xoay cho anh em mình. Anh em nào có nhu cầu sử dụng robot thì hãy liên hệ trực tiếp qua Zalo, số điện thoại của mình đã ghim dưới phần mô tả để mình tư vấn cho anh em về giá thành cũng như cách thức để mình có nên đầu tư robot hay không, phôi sản xuất mình như thế nào thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em trong quá trình trao đổi. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video.